Mẫu áo dài em đang mặc trên người đây các chị mình ơi, có xinh không ạ? À? Mẫu này mã là D20102, một trong những cái bộ sưu tập mới nhất của bên em nha. Các chị mình thấy cái tông màu này ngọt không? Gam màu em mặc sẽ là màu tím cà nha. Chị nào mà thích những cái tông nhẹ nhàng á, trẻ trung thì các chị mình tham khảo cho em mẫu này ha. Năm size từ 45 cho tới 75kg là mặc vừa giùm em. Bộ này em sẽ lên cho mình là dáng tay lỡ và tay vải nha các chị. Còn cổ áo thì em sẽ lên cho mình là kiểu cổ tròn. Đó, phần eo xếp ly như thế này, có đính đá cho các chị mình toàn bộ là kết pha lê thủ công luôn. À, các chị mình xem là cái phần họa tiết là bên em làm tỉ mỉ cực kỳ luôn nha. Bộ này thì em sẽ lên cho mình hai tà, một tà trước một tà sau nè, dáng tà A tà rộng mặc lên rất là tôn dáng và che khuyết điểm bụng cực kỳ tốt luôn. Bộ này ở trong thì em sẽ làm chân váy nha. Đó, nó sẽ may liền như thế này, mặc thay thế cho quần luôn. Và sẽ có size từ 45 cho tới 75kg mặc vừa. Chị nào mình cần tư vấn kỹ hơn thì để lại giúp em số điện thoại kèm mã là 102 nhé.